Xin chào cả nhà đã quay lại buổi livestream của BB Thanh Mai. Hôm nay thì em có một vị khách rất là dễ thương luôn. Dạ em chào chị Diễm ạ. Rất là dễ thương nha. Lần trước thì chị có ghé bên em để điều trị về công nghệ điều trị sạm, nám, đốm và tàn nhang nè. Thì hôm nay sau cái lần thứ hai chị ghé em á, em thấy da chị rất là có hiệu quả luôn, cho nên em có xin phép chị quay livestream và chị đã đồng ý. Thì bây giờ em sẽ xin phép để cho bác đánh giá cái hiệu quả của mình sau một lần mình làm công nghệ trẻ hóa da điều trị nám chị nha. Thì em mời bác với trường hợp này của chị thì mình đó là chị có cái vấn đề nám ở hai má, nám trên nội tiết tố, và cái vấn đề nám của chị tức là nó tập trung ở hai cái vùng má nhiều, và cái da của chị thì không có đều màu, da thì hơi yếu, nên là bác sĩ Hồng đã tư vấn cho chị đó là mình sẽ làm cái liệu trình đó là huyết tương giàu tiểu cầu, làm da khỏe hơn, sáng hơn và đều màu hơn. Thì mình đã thực hiện cái lần thứ nhất điều trị bằng PRP, huyết tương giàu tiểu cầu. Mình tập trung, mình đã điều trị tập trung nhiều ở chị vùng hai cái vùng má này, đi toàn mặt và tập trung nhiều ở hai vùng má. Thì hôm nay chị tới sau một tháng thì mình thấy đó là cái sự cải thiện da trên da của chị, đó là da của chị nó sáng hơn, đều màu hơn, nó trong hơn và thấy nó khỏe hơn. Thì bây giờ xin phép là chị mình chia sẻ cái cảm nhận thực tế của mình đối với mọi người. Nói chung cảm nhận thì cái điều đầu tiên mà chị nói lên thì chị rất là vui mừng. Tại vì khi mà trước khi chị tới đây thì cái làn da của chị nói chung là nó nám với cái mấy cái đốm nâu chị nó rất là nhiều. Yeah. Bên má nó nhiều lắm. Yeah. Thì nói chung là bạn bè cũng giới thiệu á. Chị cũng tới đây chị tìm hiểu. Thì khi mà tới đây thì chị nhận được cái sự tư vấn nhiệt tình của các bạn nhân viên nè. Với lại khi mà trải nghiệm liệu trình á thì bác sĩ rất là dễ thương và luôn trò chuyện với chị trong suốt quá trình làm luôn. Nhưng mà trước khi tới thì chị sợ đau nha. Nhưng mà khi mà làm thì cảm nhận là nó không hề đau thế nào luôn á. Mà cái hiệu quả thì sau lần đầu tiên là đã cảm nhận rõ rệt luôn là cái da chị, cái mấy cái đốm nâu với mấy cái nám nó mờ. Sau lần đầu tiên. Mình thấy da mướt mát hơn đúng không chị? Cảm giác nó có độ ẩm nhiều hơn. Yeah. Da chị nó yếu lắm, nó khô. Sần nữa chị nó ha. Nó sần nữa. Em cũng có gặp chị lần đầu đó, em tư vấn cho mình đó. Thì hôm nay là em thấy sau một lần điều trị thôi là da chị đã đáp ứng rất là tốt với công nghệ này luôn. Cho nên là mình sẽ tiếp tục cái liệu trình của mình để da của mình được cải thiện tốt hơn nữa chị nha. Ok em. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ em mời mình nằm xuống để bác điều trị cho mình tiếp nhé. Dạ. Chị nằm xuống ạ. Cả nhà mình thấy sao ạ? Rất là thích và rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu như cả nhà mình ai mà có những cái vấn đề về da như là sạm, nám, đốm, tàn nhang này, hoặc là tất cả những cái vấn đề khác về da, thì cả nhà mình có thể là gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai, đó là 1800 6617 này, để mình được tư vấn về tất cả các công nghệ làm đẹp da, cũng như là được đặt lịch hẹn là thăm khám da miễn phí với bác sĩ của BB luôn cả nhà nhé. Bây giờ thì mình sẽ để cái chị điều trị, rồi sau đó là mình sẽ có một cái buổi live tiếp theo nữa về cái hiệu quả của chị sau một cái liệu trình điều trị nám luôn nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà ở những buổi live tiếp theo nha.